Tất kẻ đã bị bao vây. Bạn nào đang có nhu cầu mua ạ? Thì hãy ghé thử shopbunny.vn đi chứ hả? Mà nè, ặt vừa rẻ lại vừa ngon. Đặc biệt còn có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho bà con. Điển hình như mua 1 tặng 1 và tính tiền 2 nha. Trời đất ơi, cái bùa của ai mà thằng ông cứu nội nó đứng ăn như tiệc vậy nè. Chắc chắn không phải của em rồi đó bà con. Nhưng mà cho em mượn xe đỡ nha. Bà bỏ đi anh coi nè. Em có làm gì đâu, anh sao vậy? Thôi cái gì vậy, tôi tin cho đừng cây cứu đi chứ hả? Ôi lộn, thiếu chữ bình tĩnh nữa các bạn. Đúng không ta? Đúng rồi, bình tĩnh nè, tự tin nè. Rồi sao nữa ta? Đây, bình tĩnh, tự tin. Đúng rồi, và đừng cây cứu đi chứ hả? Trời ơi, tự nhiên cứ quên bất chợt mấy cha má. Nhưng mà nói nào ngay hên quá nha. Hồi nãy mà du ca béo nó không tới kịp á các bạn, là coi như đời em đen như cái mõm chó luôn. Trời ơi, cúp cái bộ của bùa thôi. Mà hai thằng nó bu cái nó quánh xanh bệnh luôn mọi người. Quánh xin tiêu xíu nó làm lọt ruộng luôn, hên là đu bà gào qua kịp đó. Rồi mới thoát thân đó bà con. Cảm ơn gấu béo nhiều nha. Bà con thấy gấu béo làng nào đúng không? Nhưng mà thôi, cái chuyện nó bỏ qua bên đi. Mình không biết là cái bùa xanh ở nhà mình nó còn hay không nè. Để mình về cho lẹ các bạn nha. Chứ để không, nó qua nó bơ, nó qua nó bơ. Nó nhanh quá lẹo lử mà. Ồ, kiểu như là muốn nói bà con là nó qua nó cào cái bùa của em đó. Ồ, cái con gì? Thôi bây giờ chúng ta bỏ chuyện này qua bên đi nè. Hồi nãy giờ chơi game mà chưa có chào bà con luôn nha. Ấy cho nên là bây giờ là hello, everybody. À nha anh xì, ồ. Sawadika, welcome mũi lộn mà đu cam. Ở đây và welcome chú bay channel chờ néo Capani, cái gai mình TV của em nha. Ở thì bà con có biết đây là cái vị tướng dục, một cái vị tướng mà tao nói nó gắn liền tên tuổi với lại bành thị tổn tẹn tẹt luôn. Capani, cái gai mình TV là tôi đây tẹt tẹt cái ha, Buster và Lai ha. Mày tới công chuyện mày tao rồi. Thằng này nó muốn ăn gậy các bạn. Vậy cho đi về đây. Trời đất ơi. Anh già đu này ảnh lẹ thiệt các bạn. Hình như cái pha đó là ảnh sợ người kia nó chạy được hay sao đó bà con. Còn không là nó sợ cũng không đủ đam á mọi người. Trời ơi, nó quyết đoán luôn nha bà con. Thôi kệ cũng sao, dù gì cũng là đồng bọn của mình mà. Thằng nào xanh thiền đó gánh tem các bạn ha. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi vô đây. Mình không cướp nha, mình chỉ núp bụi thôi. Chi? Để mình chờ thời cơ. Tại sao mình không ra mình ăn các bạn? Mình ra mình ăn nó giọng vô bản mặt mình rồi sao? Cho nên là đâu có được à? Đúng bụi cái lông thần trưởng chờ thời cơ ra hất mâm cơm đó các bạn ha. Đu không nè, bụt tơ vào đây. Đu đu gì, cái bộ này cái bộ của em anh ơi. Của em đó, thấy chưa, tới công chuyện liền. Chống cự mày, thời buổi này chống cự thì chỉ có bụng mà. Thôi bỏ anh ơi, thôi anh ơi. Ừ rồi trời, hên quá các bạn. Xem tí là một cái pha tao nói cầm bùa xanh chưa kịp nóng đít là phải trả lại rồi ha bà con ha. Hên quá trời. Ẩu cơ. Thôi bây giờ chúng ta sẽ mừng cái quần đầu gì tiếp theo. Thì cái trận đấu này nó mới âu sầu cơ nè bà con của bác ấy. Như bà con đã thấy hồi nãy đó là cái thằng Butterfly là nó bị thằng nhậu khỉ vô, là tao nói nó bào cái bùa xanh của con nhỏ rồi. Thì bây giờ không lẽ nó còn đứng ở đó nó farm cái quần cục gì đó nữa các bạn. Còn quần đùi đâu farm nó. Cho nên là bây giờ bà con nghĩ đi, thằng gừng nó đang ở đâu? Nó đang ở chỗ bùa đỏ nó đó các bạn. Đó, cho nên là bây giờ mình về mình lấy đầy cái máu nè. Sau đó mình lên mình ăn bùa xanh, mình ra lên con rồng. Mình đụng thằng nào là mình đập thằng đó các bạn. Đúng là súc lụm lâm mốt. Vậy đó chỉ là cái lý thuyết thôi. Còn thực hành mà quánh không lại là tự giác cắm đầu chạy điên nha các bạn. Hôm nay bà con cũng biết cái thanh tôi rồi. Tính là quân, tính là chết là cắm tuột ta. Chứ không là cắm đầu chạy điên nha bà con nha. Chạy nó không có nhục bà con. Bà con bị nhục, cái chữ nhục nữa. Mà không có tao. Miễn an toàn tánh mạng là âu sầu. Ờ đất ơi. Nào ghẹo nó chảnh á. Nó nã chiêu cuối xuống trúng ngay bạn mặt em mọi người. Nó bắn vàng mặt em hay sao đó. À đù. Rồi. Tới công chuyện mày rồi. Tất kẻ nó bị bao vây. Đề nghị với cha nó mà xin chân nha. Tao quánh lộn đứng dịch quần rồi. Ông nội nè. Chỗ quánh lộn đứng gặn các bạn. Ôi đừng quánh em ở đây. Ôi anh ơi đừng quánh em à. Ôi anh cái gì vậy tôi. Trời quánh gì vậy tôi mà. Ừ đất ơi trời đầu bắp quánh qua trời qua đất luôn mọi người. Rồi xong. Xanh bệnh rồi bập địch ơi. Bum. Cái gì anh trai. Thôi khỏi chọi luôn anh. Dưa bạn ơi dưa. Tay vết máu mọi người. Phải không. Nó ngày đầu trong tới câu chuyện mấy tao rồi nhau kỹ. Vừa nhá lên cái thôi ha các bạn ha. Đồ quá bực quá cầu quyết đoán liền mọi người. Hút chú cuối liền.
Gì ba? Ơi, gì tao không rồi? Ơ mày này giống như là chưa cuối chùa á. Cay lắm rồi. Cái hướng cái bạn cũng biết rồi. Cái thằng đàn ông mà khi mà nó đã quạo lên rồi thì cái quần cụt gì mà nó không dám mần, đúng không bà con? Đó, khi mà nó đã quạo lên như thế này thì nó sẽ rất là chê bấy. Bà con công nhận không? Đã bao nhiêu cái clip em mần cho bà con coi là những cái thằng đồng địch bên kia nó gặp cái bản mặt em nó ghét thì thôi nhé luôn, thì bà con cũng thấy những cái hành động của nó rồi. Thì thế cho nên là ngày hôm nay em đã phát hiện ra được trong cái clip ngày hôm nay của em, thằng đầu tiên là thằng Butterfly nó không ưa em nè, thằng thứ hai là cũng mẹ ai ghí nè mọi người, nó cũng không khoái em luôn. Cái thằng thứ ba là thằng nào em chưa biết nha, nhưng mà như là em đoán không lầm thì có thể là thằng Tủ Văn Lạnh rồi đó. Tại vì hồi nãy bà con thấy không, nó cầm cái chảo, cái thằng mà 1/3 máu nó chọi không được, còn cái thằng đầy cây thì nó tú với bản mặt của thằng đó. Thì bà con cũng đã hiểu được vấn đề đúng không? Đó. Hợp lý các bạn ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập chun vô vấn đề của trận đấu nè. Nhưng mà nói nào ngay, nói thiệt với bà con nghe, cái clip ngày hôm nay là em không có dự định là sẽ mần clip về vị tướng nhậu khỉ này đâu. Mà cái vị tướng em muốn mần đó chính là ra dắt quýt bà bầu đó bà con. Nhưng mà không quýt được, cái thằng ông đủ đội cái nó bích rồi, nó không chịu nhường luôn. Đó, rồi em mới bích tướng này em chơi. Em định đi lên con khỉ, nhưng mà em chợt nhớ ra là hồi khoảng 2 tháng trước em đã mần clip về vị tướng này rồi, cũng là cái skin này rồi, mà em đi lên con khỉ. Cho nên là ngày hôm nay quyết định đi gừng nha các bạn. Mà công nhận đi gừng hay đi lên con khỉ gì thì chiêu nào xài cũng tốn mana ha các bạn ha. Hình như có gì sai sai các bạn. Đúng rồi, sai quá sai rồi. Mày cắn không? Mày cắn không? Đậu chanh mẹ mày. Bé đèo dành cho nhau kia. Hay quá trời. Ôi ơi, một pha lùi và sau đó tiến lên cái ăn hôi cà lông thần trưởng luôn ha các bạn ha. Thâu nhé em ơi, người ta ra người ta nhìn điểu cái bộ xanh thiếu rồi mà làm gì quánh tay với vậy. Trời, đứng nhảy nữa kìa. Tôi thấy vậy tôi làm theo nha bà con nhé. Thằng này lạ đời thiệt luôn, mày chơi mày đứng khỉa người ta vậy nhé em ơi. Mày chơi vậy đâu xanh ai chơi lại mày. Chơi vậy là người ta ghét lắm á nhiếm. Làm nhiều nhiều vô cho anh. Không mà cái điệu nhảy của thằng gáo gió các bạn, cái điệu nhảy nó mắc cười thiệt ha bà con ha. À, mày tới công chuyện mày rồi. Sao mà chạy được? Sao mà chạy được? Chắc hẳn ở đây thì cũng đã có rất là nhiều bạn cũng đã gặp tình trạng như mình đúng không các bạn? Cái này người ta gọi là ráy xong chết đó các bạn. Đó thì ai biết gì đâu. Thì cứ nghĩ là băng trụ thì được một mạng rồi chạy ra như một vị thần thôi mọi người. Rồi ai ngờ đâu thì anh kia ảnh gịch quần lại thì trụ bắn nhiệt tình. Vậy thì ông cứu nội ai mà không chết cho được. Những lúc như vậy thì thường các bạn hay đặt cái điện thoại rất là mạnh xuống đúng không? Kiểu như buông rơi cái điện thoại đó. Thì nếu lỡ như mà các bạn đã gặp cái tình trạng như vậy mà bị nứt màn hình hay điện thoại hư gì đó thì các bạn hãy đến ngay. Ai mua điện thoại không? Điện thoại iPhone giá rẻ giá rẻ. Mà con nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone chính hãng thì nhớ ghé qua Tân Voi shop của anh Tân Voi tại đường Trần Văn Đang quận 3 đi bà con. Mà nè, hiện tại đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi chờ đón bà con ở nhà. Mua trả góp là xưa rồi. Còn bây giờ á, mua điện thoại tặng cái bịch. Tranh thủ quá trời, tranh thủ quá trời. Mấy anh cao thủ nó không bằng mấy anh tranh thủ là chỗ đó đó các bạn. Gì vậy anh Tủ Văn Lạnh? Làm gì vậy? Thằng này nó như là nó tưởng cái trụ này của nó hay sao nè các bạn. Rồi thêm hai thằng ông cố nội này nữa. Nhưng mà tôi sẽ dí cái thằng dưới đây các bạn. Mày chạy đâu? Mày nhắm mày chạy lợi tao không? Mày coi mày chạy giùm tao một cái luôn. Đôi giày hơi mệt để làm cái gì các bạn? Đó, mày tới công chuyện mày. Không nhận nó chạy lẹ thiệt đó mấy cha. Hồi nãy mà nó còn cái chiêu cuối. À, đó gọi là cái tuyệt kỹ là ta nói thiết đầu công đó bà con. Nó tha là tự nó làm nó đau chứ nó không để cho em làm nó đau nha bà con nha. Cắn lử luôn bà con, bắt thẳng trụ luôn, quyết đó luôn chứ không để cho lên em ăn thôi mà. Ghê quá anh Bụt Tơ Phà Lai ơi. Rồi 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 rồi. Rồi luôn có một mình anh Mập Địch. Mà ta nói bốn thằng đứng ở đây thì hỏi sao mà không bị sanh bệnh ha các bạn ha. Quánh nhỏ ốm luôn mà mọi người.
Thấy cũng cầu mà thôi cũng kệ đi bà con hả? Bây giờ là mình vô mình cẩu bùa của Butterfly tiếp nha. Nhà có chó không anh trai? Rồi xong tới công chuyện cái bùa xanh luôn. Anh ơi anh không có dùng mana thì anh để em ăn cho, chứ anh còn bon chen ở đây làm gì? Rồi em quánh cho xanh bệnh nói sao thui nha anh trai. Là gì cha? Ôi ơi, ôi nãy nó quyết đoán luôn bà con. Rồi ôi này chắc là nó gọi là nó lập ra cái bản gọi là lý thuyết từ xa đó các bạn. Nó làm một cái đúng. Ta nói không kịp với lại gọi là nhậu khỉ luôn ha bà con nha. Hình như là nãy nó không biết mình đang nước bụi các bạn. Rồi xong luôn. Lại thêm một mạng dành cho anh nhậu khỉ ha các bạn ha. Nhưng mà nói nào ngay, với cái tốc độ bàn thờ ánh sáng hồi nãy của thằng Yuka Béo đó các bạn, thì hình như là tôi nhìn không lầm, hình như là nó đã mất cái tóc biến hay sao đó mọi người. Rồi mất thêm cái chiêu cuối luôn. Nhưng mà bù lại là nát cỏ nát đất hết các bạn. Thôi vậy cũng vừa đó ha bà con ha. Nó thấy mạng là nó tươm tướp bà con. Đó dạo này nó ăn hâu dữ lắm. Bữa giờ bà con có xem clip của nó không vậy? Rồi bữa giờ bà con có coi live stream của nó không? Tôi nghe đồn là dạo này nó ăn hôi dữ lắm á. Bà con coi, bà con gặp nó coi cẩn thận nha. Nó ăn hôi bà đỡ luôn đó. Rồi bà con ơi, clip nãy giờ được 11 phút rồi đó bà con. Mình bị mập địch nắm đầu à. Kia bãi ra quánh mình nữa nè. Thấy vậy à, chơi không lại à, chạy nè. Con quánh nữa chết sao mà nghe. Ôi ôi ghê không? Đó, ừ, nó làm vậy. Nhưng mà bà con ơi, hồi nãy giờ bà con xem clip ủng hộ em tới cái đoạn này rồi nè. Không biết là bà con có thích cái clip của em không? Nếu mà bà con yêu mến em, yêu quý em là thông qua clip, hay là bà con thấy cái clip của em nó vui nè, nó hài, nó mắc cừ, sao sao đó mà bà con thích cái clip của em, thích cái kênh của em á, thì em hy vọng là ngay tại bây giờ bà con tặng cho em một nút đăng ký kênh nha. Rồi bà con nào mà đã đăng ký kênh ủng hộ em rồi em, thì em hy vọng là bà con tặng cho em xin thêm một lượt like cũng như lượt chia sẻ nha bà con, để cái kênh cũng như là clip nó nhanh chóng được phát triển nha bà con nha. Em chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều. Ủa cái con gì? Thôi bây giờ chúng ta bỏ mấy chuyện này qua một bên đi nè. Còn bây giờ xin phép bà con cho em nói chút xíu về cái vấn đề bu đồ mà em sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay nha. Hồi nãy giờ là em đi quánh lộn hơi nhiều, em đi hổ báo cáo con chồng hơi nhiều, cho nên là bây giờ em không quánh nữa. Em chuyển sang giai đoạn là em đi farm để em kiếm mớ vàng lẻ lẻ em lên cây phức hợp kiếm với cha mấy mạc. Tại vì sao? Tại vì cây phức hợp kiếm nó sẽ rất là quan trọng trong cái trận đấu mà tương tự như này nè các bạn. Bên đồng địch các bạn thấy đó, đâu có nhiều những vị tướng mà cái kiểu như nó trâu bò đâu, kiểu mà như phi dép là không có nha mọi người. Những cái thằng mà máu mỏng thì nó hơi bị nhiều đó, cho nên là cái số thứ 5 mình sẽ không lên cây thương xuyên phà, mà thay vào đó mình sẽ lên đó chính là cây phức hợp kiếm nha các bạn. Cây phức hợp kiếm này nó sẽ rất là có lợi khi mà các bạn mới vừa dùng skill xong. Tại vì khi mà các bạn dùng skill xong thì cái đòn đánh thường kế tiếp của các bạn á, nó sẽ được cộng thêm một cái lượng đam khá là bự và chạm bá lửa đó. Thì bà con cứ nghĩ đi, những cái thằng AD nè, hay là những thằng đi mid nè, mà bà con chỉ cần dùng chiêu một có cái bóng, có chiêu hai cái bóng, thì bà con nghĩ đi, bà con tán nhẹ thêm một cái nữa, cái găng cửa nó giăng bao nhiêu mét đó. Thì bà con cứ nghĩ vậy đi, rồi bà con sốc thứ 5 lên chỗ bước kiếm trong những trận đấu nào. Cái tức tướng bên đồng địch nó na ná nè, bây giờ gõ cho bà con coi nè, đó bà con thấy không nè, đó nè, đó thấy không, ghê không mọi người. Một tụt năm đâu mà chầm chầm cho gõ mà tao nói tụt máu như vậy đó thì thứ gì chịu cho nổi. Bà đỡ không bà con? Đó, nếu như bà con thấy bà đỡ đó thì xong cái clip này bà con bích vị tướng nhậu kỹ mà đi gừng nha. Bà con quất cái bộ đồ này ok nha bà con, nó mang dữ dằn bà chằn luôn nữa thiệt. Và còn cái phù hiệu thì nó là như thế này nha. Đó, còn bu ngọc là trong phần mô tả nha bà con. Ok, bây giờ thì đã là gần 14 phút. Vậy là nếu như tôi đoán không lầm thì tầm khoảng 15 phút thì con rồng bạo chúa nó sẽ ra các bạn. Thấy ghê không? Đó, bây giờ mình chờ đi, mình chờ con rồng ra. Cái gì? Mày quánh ai? À đồ, nó quánh em luôn mọi người ơi. Nào bắn chiêu cuốn xéo sắc quá bây. Ôi ơi đâu, tại sao lại ăn viên cái chiêu cuối với cái đạn cách tao đâu mấy chục mét như vậy. Bà con đều biết rồi, thằng La Di Lé mà nó bắn cái chiêu cuối mà ta nói từ 5 mét trở đi thôi mà trúng một phát bột là coi như là lé luôn đó bà con. Càng xa là cái thời gian chém càng lâu, mà với cái khoảng cách hồi nãy thì đậu xanh giống như là mát binh luôn rồi đó các bạn. Thì bà con cứ nghĩ đi, thằng ai ghía nó có vô nó dồn đam cho các bạn mặt em không? Em chỉ hỏi nó là nó quánh ai thôi, em có làm gì đâu. Giờ dứt câu vô lụm em luôn.
Ý, không biết là bà con có thấy gì không nha. Tên Minh Đồng Địch bây giờ nó chỉ còn có 3 thằng thôi các bạn. Hai thằng kia là đang bỏ cái điện thoại xuống đi uống nước hay là uống nước gì đó là cái chuyện của nó. Mình không biết luôn bà con. Vậy thì bây giờ chơi bay đi chơi chi. Vô chơi bay luôn các bạn nha. Đụng thằng nào là đập thằng đó. Đúng là xuống đụng lên mút. Thích là quất, thích là chơi, thích đập, tu cát luôn. Bò bà luôn nè. Thôi cắm đầu chạy luôn các bạn. Ê, buồn hên quá. Anh Tủ Văn Lạnh pha đó anh chưa có cái chảo các bạn. Hồi nãy mà anh cầm cái chảo anh tố em một cái thì coi như là găng hàm mặt của em là nó nẫn nộn luôn đó. Hên quá nha. Hên quá các bạn. Như là anh đã dùng chiêu cuối rồi. Trời ơi bà đỡ thiệt. Băng trụ như vậy thì lại không chết. Đứng ngó ngó từ điểu cái thì lại đếm số. Trông lạ đời quá nghe. Ôi đi lên ăn gồng bảo chúa. Rồi đâm thẳng vô trong đó chơi bẫy tiếp nha các bạn. Chứ bây giờ cũng là 15 phút rồi. Mà đêm dài thì bà con cũng biết nó sẽ lắm mộng dữ lắm. Lỡ bị lật kèo rồi sao. Đã biết bao nhiêu trận đấu mình đã công hai trụ của người ta, thậm chí là ba trụ luôn, gọi là ba đường hay hai đường gì đó các bạn. Mình vẫn bị thua ngược. Cho nên là mình sợ lắm rồi. Cho nên là bây giờ thôi bỏ. Đi ra ăn con gồng bạo chúa, cầm viên ngọc rồi chơi bấy gì đó chơi ha bà con ha. Như vậy nó mới chắc ăn bà con y. Ủa nhưng mà sao không thấy ngọc cứu đội được trên bản đồ vậy. Ừ đừng nói nó mai phục trong mấy cái bụi gặm nha. Bây giờ mình phải đi kiểm tra các bạn. Có nào núp đây không? Không các bạn. Vậy là à... Mày tới công chuyện rồi. Mày nhớ nè con. Rồi xong luôn. Bây giờ bà con ơi, tem của mình có 4 thằng. Tem đó rồi sắp cũng 4 thằng các bạn. 4 đánh 4 coi nào xuống đăng cửa trước nè. Bây giờ là chỉ có chơi bấy thôi chứ không có chờ đợi cái quần đùi nữa các bạn. Tôi chỉ cần thấy nào hết máu rồi ban ban lên một cái thôi nha. Để coi coi lai di lé hay là bụp. Rồi thằng bụp tôi mà lai rồi. Anh trời gầu tự công chuyện luôn. Bây giờ mà phải chi mà anh Bản và chị Quyền không có can thiệp vô. Em sẽ bật cái bài nhạc rất quen thuộc với bà con thời gian gần đây. Đó chính là cái gì nè à... Ờ cái gì à, còn gì nữa đâu mà không dây thầu đâu rồi. Mở lên liền, hoặc là thối đời liền bà con ha. Đường tương trao tủ vô leo liền. Nhưng mà đậu xanh nó thiệt chứ mở lên ăn bản quyền bà con không dám mở. Rồi cái clip của em tới đây là kết thúc nha. Chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều. Vì nãy giờ bà con đã dành thời gian quy bao của bà con ra để xem clip ngộ em. Hẹn gặp lại bà con ở clip tiếp theo. Gấu béo nằm bụng bự ha. Tất kẻ đã bị bao vây. Bạn nào đang có nhu cầu mua ạ thì hãy ghé thử shopbunny.vn đi chứ hả. Mà nè, ặt vừa rẻ lại vừa ngon. Đặc biệt còn có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho bà con. Điển hình như mua 1 tặng 1 và tính tiền 2 nha.